Xin kính chào toàn thể quý các bác anh chị. Chào mừng quý các bác anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mí Tủa Vlog. Hiện tại thì Mí Tủa cũng lại tiếp tục đi xuống con đường Hoàng Bạc Đá rồi. Nước đây đang chảy này, lãng phí nước này. Ném mưa các chị chào tao mày. Hả? Thế nó tháo tụi này. Tìm một cái phi hay cái gì để dự trữ nước chứ. Bây giờ để kiểu này tí không có nước để làm luôn bây giờ ấy. Hôm nay thì các anh đây thì lại tiếp tục đi láng đường nữa các bác nhé. Trồng ngô hết rồi. Cho bác gửi cho tà rồi. Tà ổ. Cho tà rồi. Nó nhìn mòn nào tụ à? Đấy, mấy anh em đây. Đi trồng ngô xong hết rồi. Bây giờ lại tiếp tục đi ra để làm đường nhé các bác nhé. Hôm nay thì theo tình hình Mí Tủa hỏi đây thì các bác đấy thì cũng có 7-8 người làm. Kéo nước vào trong đấy luôn đi, lãng phí nước. Ở đây thiếu thốn nhất là nước ấy. Bụi quá. Bỏ những cái giấy giấy kia ra đi anh ơi. Nhặt hết những cái giấy giấy kia ra đi. Đấy. Mấy anh đây ai cũng nói được có mấy người là nói được tiếng phổ thông nhỉ? Đội anh là có mấy người nói được tiếng phổ thông nhỉ? Hai người ba người thôi à? Anh với lại ai? Anh trai kia à? Anh đang bác sĩ kia nói được không? Hả? Yeah. Nói được mà ngại. Anh với lại anh đang bác sĩ kia với lại ai nữa? Nói được tiếng phổ thông. Anh biết cái gì chẳng được. Hả? Hai anh này à? À. Thế nói được tiếng phổ thông mà không dám nói. Như ngôi nhà của anh Ná năm con ấy thì cũng đã làm xong rồi, cũng còn cái mấy hàng gạch đằng sau kia là lên nốt nữa, là hôm nay các anh lên nốt nữa là cũng sẽ hoàn thiện ngôi nhà của anh ấy, chỉ còn đợi lập mái với lại láng cái nền nữa là xong nha các bác nhé. Đây, xin chào nhá. Chở bếp ga ra để mang vào lát à? Mang cả gạo nữa chứ? Ờ. Thùng gì ấy? Cá. Cầm cả thùng luôn á? Cá. À, cầm về để lán xong rồi nấu ở đây ăn luôn. Hôm nay đi còn cầm cả mì tôm nữa đấy. Mì sáu tôm. Ở trong này cái gì ấy? Cảnh. À, nồi. Bếp ga đây là bếp ga mới luôn nhé các bác nhé. Bếp ga này là chú Tất Thắng mua để cho bà con được nấu. Đây là chú dây tên này nhé, cái chú có quả la là tôi không? Bếp đây cầm cẩn thận nhé. Đừng có úp ngược như hôm nọ anh sò là úp ngược bếp này xuống xong là ga không lên được. Như phía đằng dưới thì các bác đây cũng đang trồng ngô. Đảo đi, nhiều nước lắm rồi. Làm kiểu gì làm cố gắng giữ gìn nước một tí nhá. Ở trong này khó khăn nhất là nước rồi đấy. Đây dùng máy bơm từ đầu bên kia
đi về đây mà giờ nước còn yếu lắm. Ôi anh vứt lọ lọ lên trên đi để con dùng con che xì nữa cái bạt đấy nó có vứt đi. À đại đại con à ông mua cho bè sắp bốn ăn cha chị ấy dùng che vô xì móng à. Yết gì ra ờ gái bị cái sàng nó bị hỏng ấy anh ạ. Hôm cái sàng bị thủng, máy bị thủng hết rồi ấy. Cái máy bị thủng to hơn quả đấm luôn ấy. Ôi đá cứng cứng ôi sợ luôn. Ờ che đấy vào anh ơi. Hai người lên đào đây đi, ố tù lộ cho bên đi cho thích đi tàu à. Nước hôm nay có vẻ về mạnh hơn đấy nhỉ. Để chở nó đi lò mua gió mình gì tàu ấy nhỉ. Ai nhớ cách lắng rồi à? Nhớ chưa? Hả? Nhớ từ lâu rồi à? Thế là phải bổ sung tí cây đắng cho các anh để còn có sức để làm à? Nhưng mà cây đắng đấy uống có ngon không mà cứ đòi suốt thế này? Hả? Uống được không? Cây đắng đấy uống ngon không? Ngon đấy. À, uống xong thấy khỏe lại muốn uống tiếp à? Thế mai nhá. Mai xem mà vào lại vào đây thì em mua đồ vào xong rồi là nấu canh đắng nhá. Chiều các bác luôn. Ai lại nhớ món canh đắng của chú Tất Thắng. Đấy, quý các anh chị mà có nhu cầu mua lá đắng thì cũng có thể liên hệ vào số của cô Hằng. Đấy, số điện thoại của cô là 0382933933 để cô sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Còn như là đắng đấy thì trong mấy tủ ở trên này là không có đâu nhá. Đây là đắng đấy thì chỉ có cô Hằng với chú Tất Thắng em mới có để bán thôi. Nên là quý cô bác anh chị gọi cho vào cái số 0382933933 đấy thì cô Hằng sẽ là người nghe điện thoại và cũng sẽ là người trực tiếp gửi hàng cho các bác nhé. Đoạn nào thiếu bộ thì nhớ bảo nhé, bảo xong rồi để con bảo bác trưởng thôn lại gọi tổ đấy ra để thêm bộ vào nhá. Để bổ sung vào. Cứ làm cho đảm bảo chất lượng. Nhớ bỏ hết những cái giấy này. Đăng. Đảo đều một tí cho chắc đường. Làm cho thôn cùng nhau đi. Đường đi về xong là lại bị vợ đánh. Hóa ra là anh ấy bị tai nạn. Bị được mấy hôm rồi? Quá. Ờ.
tóm à tao chín đồng rồi hai giống một chuôn tiết tiết trong hồ tả đi à con chắc không biết tả không có điều à, mặt sức hết này ừ. Thế hôm đấy bị ngã xe đây có uống rượu không ấy? Có, chuyển trâu. Hả? Em đây, chuyển trâu. Ờ. Đi làm thôi không uống rượu. Đường ở trên này thì các bác biết đấy. Đường nó cong quá nên là anh ấy không cong kịp. Cũng bị sức hết mặt. Bây giờ thì cũng thấy đỡ đỡ hơn rồi. Chiêu anh một tí. Hôm nay thì thời tiết ở đây thì cũng khá là mát, phải mặc thêm áo khoác vào. Như ở đây nhìn sang phía đằng bên kia là đối diện chợ tình Khâu Vai, còn là khu ở dưới này là Khâu Vai nhé các bác nhé, điểm chị ở điểm của Khâu Vai luôn, điểm xá luôn. Cầm nồi để tí nấu cơm à? Tí nấu bên lá luôn. Cho làm cẩn thận vào để có khe rắn nữa. Rắn nữa. Đá ở phía bên này là đá xanh nên là đảo trộn xi ấy, đảo vừa đây là nhìn như kiểu là xi nhiều. Nhưng mà ở phía bên này là đá màu xanh nên là làm nhìn nó như vậy nhé các bác nhé. Nhìn như kiểu là rất là đặc xi luôn. Nhưng mà trong đấy là cho số lượng xi nó cũng vừa thôi. Em mua rồi mà. Mua rồi, có cả số điện thoại rồi. À, bác ấy mua số điện thoại rồi. Nhưng mà giờ gọi thuê bao rồi, không biết gọi kiểu gì nữa. Giờ gọi bác chủ thôn là thuê bao rồi. Lúc đấy thì Mỹ Tử cũng có đi qua đấy, thì đi vào nhà của bác trưởng thôn. Và bác gái thì cũng có bảo rằng là bác đi xuống đây rồi. Thế xuống đây mấy anh em bảo bác lại vừa đi về đấy, gọi điện cho bác thì thuê bao rồi. Hôm nay trời rông rông kiểu này làm mát đỡ mệt. Đúng không? Thế để mai vào xong rồi em mua ít thịt hay là ít đồ gì vào để nấu canh nắng nhá. Cho các anh uống để đỡ nhớ canh nắng. Lâu lâu rồi. Thế nhớ canh nắng chưa? Có chứ. Có. Nhớ canh nắng rồi. Canh nắng đấy uống ngon mà, tốt mà. Mát gan. Đấy, uống vào đi làm nó mới có sức. Đúng rồi, uống vào đi làm có sức nữa. Khỏe nhỉ. Đi làm nhớ. Ngày ấy thì rất mềm. Ừ.
Ván ghế à? Ngấm nước rồi thì hỏng nhanh. Làm tận dụng thôi, tận dụng xem mà đến đâu đoạn nào mà không dùng được nữa thì sẽ mua thêm về để cắt. Còn không thì sẽ lấy cái ván mà đang làm nhà kia, tận dụng cái ván đấy về để cắt ra để làm. Thế để em lên trên kia em bảo trưởng thôn gọi cái đội chuyển xi ra, chuyển xi để các anh mới được xi làm. Xì còn 5 bao đây. Một tí không sẽ chuyển cái bao này đi sang bên này, 2 bao đi sang bên này. Mới đống này chỉ một bao thôi. Đây. Thì bỏ bớt xì sang. Ở bên kia cũng chia. Một đống này có một bao xì nhé các bác nhé. Chỗ này một bao thì hơi thiếu xì một chút. Tí bổ sung thêm xì. Tiến độ rất nhanh, cố gắng để tối thì cũng sẽ xuống tới một đoạn ở dưới chỗ cục đá kia, bắt trưởng thôn xuống, đặt xuống. Nhìn vừa thế bác. Vâng. Nhìn đường đó đừng có nhìn mấy tuổi nhá. Đường đi sát mép vực thì cao. Đấy, đi nhanh không? Giỏ lắm. Giỏ đấy. Ôi làm sao đấy? Gì vậy? À, đang ngồi kia tự nhiên thấy bác giật mình lột cổ xuống. Thanh niên chơi vừa bay bắn dính hết người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng cái chỗ này là không đủ bột này bác ơi. Bổ sung thêm bột đây này. Bác bỏ. Vâng. Chịu khó làm đi, làm mấy hôm nữa em sẽ mua 1-2 con gà mời các anh một bữa. Làm để cho mọi người cùng nhau cùng đi cho đi làm nương người đi giấy rồi mấy nhà trong này đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn. Thoải mái như thế được rồi. Tinh liền. Hiện tại là Si là đang hết, đang đợi đi trở trên nhà văn hóa xuống nên là cũng đang đợi một chút. Nước có vẻ sắp hết rồi ha. Yếu. Thế nữa à? Lúc có lúc không. Đấy còn mấy bơm ấy nhỉ. Xa quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để chỗ đấy cho đá kè vào ấy, cho đá vào đấy xong là mới láng lên. Không, cái đoạn đấy ấy, bác, cái đoạn đấy thì tí cho đá xuống dưới kè trước. Không, cho bột như thế thì nhiều lắm. Đấy, cho đá vào trước thì mình mới láng lên trên thì nó mới không tốn. Ôi bác, để cho mấy anh em thanh niên làm đi. Không tí bác ốm cả thôn lại không được nhờ ấy. Bác mà bị ốm là hỏng hết bánh kẹo ấy. Vừa chắc và vừa không tốn vữa, không tốn bê tông. Bây giờ đội láng đây thì láng hết xi rồi. Đang đợi đội chuyển xi đây. Quýt. Một mình. Thế là mai uống canh đắng nhá. Mai để mua đồ làm canh đắng cho. Đấy, các anh đang nhớ món canh đắng của chú Tất Thắng lắm rồi. Anh trai mũ xanh kia là nhớ canh đắng rồi. Sáng nay hỏi rồi. Vừa ra là hỏi là lâu không được uống canh đắng rồi. Hỏi xem hôm nay có mang không, nhưng mà hôm nay vào lại không mang. Ăn xong khỏe. Đấy. Mát gan. Tráng dương bổ thận. Đấy, như các bác biết đấy, là bác trưởng thôn ấy, mà ở trong thôn đây có công việc gì thì bác cũng là người đi đầu để tuyên truyền rồi đi vận động bà con rồi đấy, đi giúp đỡ bà con. Đào đều một tí nhá, đào đều thì đường mới chắc. Có đá kệ cứ để trong đấy luôn cho chắc.
À, anh này đang đo ngắm đường để làm đi trước bê để bán được bê trước xử lý những cái chỗ lồi lõm. Ống nước này liệu có đủ đi ra ngoài tận điểm cuối không bác phó? Bác không đủ à? Thiếu tầm khoảng 300 mét á? Thế lấy đâu ra? Ai mua? Mình khác mua, bỏ tiền ra mua. À. Thiếu dây nước tầm khoảng 300 mét. Thế dây nước đấy là 1 mét là bao tiền đấy bác? Vâng. À. Ờ, được mấy hôm trước là bảo mấy anh em kia ra để mượn máy để khoan kia là hết 300 tiền dầu. Hôm nào mà gặp đội đấy thì vào đến đoạn đấy xong gặp đội anh em đấy thì cháu ước đưa tiền cho. Vì là hôm cũng có một chú cũng gửi cho 1 triệu để hỗ trợ tiền mở khoan đá mở rộng đường đấy. Thì cháu cũng có hỏi tên nhưng mà chú bảo là cứ bảo là chú giấu tên thôi. Đấy, ủng hộ cho 1 triệu, ủng hộ tiền là xăng dầu để đổ nổ khoan. Vâng. Để khoan đá để mở rộng đường. Kéo cái này đi nữa thì mới đều được. Bỏ cái tải xi xuống đấy tí á. Mua kho xì mồng cho anh em chứ. Chỗ đằng sau anh là như vứa nhiều ấy. Lại phải bỏ bớt đi xuống. À nhầm, bê tông nhiều. Để lấy cuốc cuốc đi xuống. Vừa ấy đừng bóng quá dốc trơn mưa là đi sợ trơn đấy nhà bác nhỉ.
Cái làm trơn bóng như ngày qua thì vì là thôn là cử ra mấy anh đây, là mấy anh mà biết để làm về đường lên này để cho đẹp, nên là mọi người cử ra một đội là chuyên làm đường đấy, chuyên láng, một đội là chuyên đi nghiền đá, có đội là chuyên chuyển xi, đội chuyển bột đá thì cũng riêng nhé, mỗi người một công việc, còn không thì cứ tụm lại thì làm nó cũng không hiệu quả mấy, đông người nhưng mà công việc không hiệu quả. Tan mình là than từ chỗ. Vâng. Đổ này là đổ mà chuyên láng. Còn đội trừ các điểm mà khi mà mình mở đùa các thứ thì cái đồ này không làm. Vâng. Ủy viên đổ này. Vâng. Đội nào phân công làm cái gì là đã chỉ nguyên làm cái đấy thôi phải không? Thế thì giấy quản. Thế thì mới làm nhanh được, còn không nhiều người thì cũng đứng nhìn nhau thôi thì công việc không hiệu quả. Vâng. Đông thành ra chậm ấy. Đông dễ đa. À, nhầm hàng rồi, phải bốc rồi. Đây, anh em làm đây thì chắc tí nó mới nghỉ. Đây, Mi Tuổi cũng di chuyển đi cùng bác trưởng thôn đi lên thăm một cái nhà khó khăn trên này. Bác trưởng thôn thì cũng đi lên trước ở trên này rồi nhé. Bây giờ Mi Tuổi cũng sẽ đi cùng bác. Thấy bác cũng có bảo rằng là ở trên này cũng có một ngôi nhà ở trên này cũng khó khăn, nên là Mi Tuổi cũng đi cùng bác để di chuyển vào nhà đấy xem là gia đình đấy như thế nào nhé. Đang ngồi nghỉ tí. Nhà đấy sao không bác? Hả? Tiếp bên kia. Có cái nhà mà đang nhìn thấy cái mái kia. Đúng rồi. Ở bên dưới một tí à? Nhà đấy là hoàn cảnh như nào bác? Rất là hoàn cảnh á. Nhà đấy hoàn cảnh như thế nào? Không có. Nhà cửa nó rách hết chứ. Nhà cửa rách hết à? Vâng. Thế là cũng khó khăn phải không? Đúng, còn khó khăn. Bây giờ mình ở đây đi thôi nên không có quà gì. Thôi cứ đi vào thăm gia đình trước, xong là hôm nào mà có vào đấy thì sẽ mua quà vào sau. Cảm ơn. Đây là con đường đi xuống nhà mà bác bảo đấy à? Già. Nhà đấy già chưa bác? Hơn 40 tuổi. Hơn 40 tuổi à? Gia đình cũng khó khăn à? Nó hơi bị ốm. Hay bị ốm à? Đi làm thuê họ không lái đâu. Hay bị ốm và không biết tiếng, đi làm thuê thì họ không lấy. Ngô ở đây là cũng phát triển lớn rồi đấy.
nhà nào đấy, nhà này à? Nhà này nhà của ai mà toàn đất đấy, nhà nhà Trịnh Tường ấy mà có vẻ là cũng xuống cấp hết rồi. Đây đủ dự trữ kiểu này ghê quá, sợ trẻ con ở nhà không biết là một mồi lửa là đi hết cả nhà luôn. Ấy ở đây có cái bể đẹp phết đấy, nhưng mà nước bẩn quá, sao không rửa để bể sạch sẽ mùa khô à? Vậy bây giờ phải rửa để vài hôm mưa là mới có nước để uống nhá. Cái nhà này à? Ờ à. Nhà đây, ui giời ơi, nền cửa rộng đấy nhỉ. Nhà treo ờ đấy, ván ở trên này nhìn thấy vẫn ổn rồi, nhưng mà ở bên kia thì nhìn thủng bé bét hết. Ờ ý, quả nhà này quả cửa hoành tráng ấy, nhưng mà dạ vừa mới là ông khám tạm mà. À, ông khác tự làm á? Là ông khám tự làm. Ờ. Thế là cũng có biết làm một tí nha. Đẹp đẽ đấy. Nước à? Ở bên này là cũng thủng vãn bê bét ở trên bưng bạt. Nhà này cũng được cái cửa này là đẹp một tí này. Mấy cái ván đằng sau này cũng còn đẹp. Thế nhà này cũng nằm trong hộ nghèo bác? À, thế ông chú đây là cũng hay bị ốm nên là không tiếng thì không biết, đi làm thì xa thì không ổn nữa. Ở khánh mua mó một tàu công rồi đó. Mua mó một tàu công hả? Thế thì báo đủ một là công ty chỉ cho anh nữa. Báo đủ một công ty chỉ cho mua mó một tàu rồi. Nhỏ. Tiền thiệt thì lọt tiền lọt chơi nào. Nhỏ. À? À, thế gì à? Chỉ là chơi chơi một tàu chơi. Đây nhà đây nền đất các bác ạ. Nhà cửa cũng hơi sập sệ, được cái mấy tấm ván đằng sau này là đẹp tí, với lại được cái hai cánh cửa đây. Còn phía đằng bên này thì thủng bé bét hết. Đấy, bạt thì bưng ở bên trên nóc nhà. Những cái nhà này hộ nghèo thì có được chế độ gì không bác? Không, chỉ hỗ trợ là tiền điện. Hỗ trợ tiền điện à? Vâng. Ờ, điện đây thì thấm có mỗi cái bóng bé đây thôi thì chắc là cũng không mất nhiều tiền điện đâu. Một tháng mất bao nhiêu tiền? Tao thấy ní lì bóng toán là chia liền. À, đây tiền điện là một tháng 10.000 thôi nên là không ngại ấy, cái bóng này. Tiền điện đây dùng một tháng có hết 10.000 thôi nha các bác nhé. Vì gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn. Đấy. Cũng mong sau này làm xong tuyến đường thì cũng sẽ kết nối được nhiều nhà. Đấy, được nhiều quý mạnh thường quân giăng tay ra để giúp đỡ, để hỗ trợ cho những cái nhà mà nằm trong khu vực Hoang Mạc Đá đây mà khó khăn nhất ở đây, để giúp cho mọi người xây lên những ngôi nhà khăn trang như nhà anh Ná và chú Sinh, với lại chú Lúa và cả cô Dính mà bị khiếm thị kia thì cũng đang chuẩn bị xong ở trên nhà anh Ná năm con thì cũng sẽ làm nhà cô Dính đấy nhá. Rất là hy vọng rằng là cũng sẽ hỗ trợ được hết những cái nhà khó khăn ở trong này. Cũng sẽ có quý có ba anh chị ở trong nước và ngoài nước cùng nhau giăng tay ra để giúp đỡ. Để giờ thì Mỹ Tuổi sẽ ra phía bên đằng bên ngoài để ghi hình qua ngôi nhà đây. Đây các bác. Ta đi đây này. Ui giời. Cà phết.
À, nhà có con bò bé này. Đây, ui, tưởng là cái bà thôi còn lấy cả chăn để che cả. Ông ơi, ông nhà, bà một thai đó nè. Ờ. Khi mà mưa gió thì hết vào nhà. Ờ. Che như thế, lấy cả chăn, chăn mặn. Thế à, nhà đây này thấy cũng thủng thủng nhưng mà đấy có mấy tấm ván kia là cũng ok đấy. Nhà này vẫn còn ổn, không hỏng hết và không được như nhà của chú Sinh kia là mới là sợ. Nhà chú Sinh đấy thì bưng bằng cây cỏ voi. Đấy, ngôi nhà đấy chắc là ngôi nhà đấy là ngôi nhà khó khăn nhất chứ. Không phải là chắc là khó khăn đâu nhưng mà hoàn toàn là khó khăn luôn. Nhưng ngôi nhà đây thì cũng đỡ hơn nhiều. Nền thì nền đất rồi. Ở dưới chân đây là mục hết. Dính mưa nhiều. Đất này là của nhà khác hả bác? Thế nhà này là có mỗi cái chỗ đất bé bé đây chứ? Riêng vấn đề nhà ở trên mới không phải. À. Dưới này mới không phải. Dưới này cũng không phải. Từ cửa này đi. Ngay xa. Ít đất nhé. Thôi, bác cháu mình lại đi ra chỗ làm đường. Cửa đây đẹp ấy. Tạm tạm được. Thôi, bác cháu mình đi. Thôi chào chú nhá, nhỏ nhá. Thấy cổ kia thủng hết. Nhỏ. Ui, mái đây. Bay hết blo. Đây, bưng ván. Rồi mấy tấm tôn lập che gió. Đây còn lấy blo để gác lên đây. Để đỡ bị bay nước mưa vào nhà. Cái nhà bên này thấy cũng có hỏng hết đấy. Nhà này ván viết còn không chắc chắn mấy bằng nhà bên kia. Khóa cửa rồi. Nhà này chắc cũng nền đất đấy. Đây thì nhà chỉnh tường đây bằng đất. Ở trong khu mình đây là còn nhà nhiều nhà chỉnh tường như thế không bác? Và chỉ riêng một hộ này thôi. Riêng một căn nhà chỉ là chỉnh tường đất thế này. Nhà này bờ lô cũng sập sệ hết này. Còn nhiều hoàn cảnh khó khăn đấy nhỉ. Đấy, qua đây thì trong ý tưởng cũng chia sẻ hình ảnh như vậy thôi. Đấy, cũng giờ không dám hứa điều gì. Nếu mà có duyên với lại gia đình thì cũng sẽ tiếp tục vào đây tiếp. Còn mà không có duyên thì cũng chịu bó tay thôi. Đấy. Nên là bây giờ thì trong ý tưởng cũng sẽ kết thúc thức phim này của trong ý tưởng tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video tiếp theo.